247 Ngày 247 Hãy nghe và nhắc lại cách nói. Còn nữa, cơ lớn mẹ mặc lên chẳng may không vừa người thì làm thế nào? 还有,大号他穿上,万一不合身怎么办? Hái Yếu Ta Hào Tha Chuan Sang Wan Yi Bù Hứa Shen Zen Mơ Bạn 还有,大号他穿上万一不合身怎么办? 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 Cài đặt An trang Phiền phức, phiền Má phản Vị của đồ ngọt Thiến phiền đấu quầy tảo Nói chung là Dùng chứ Nhớ thông báo cho chị 记得通知我 Vẫn luôn luyện tập nói tiếng Trung 一直练习讲中文 一直练习说中文 Khó trách, chẳng trách Nán quài Chọn chuyên ngành Chuyển chuyên nghiệp Liên hệ ngay Mà sang liên hệ Tối nay ăn lẩu buffet Jin wan chi zi zhu huo guo Sau đó Rán hậu Chắc là có không ít. Yên gái yếu bù sào bà. Tạm biệt chú. Sú sú zài jiàn. Nửa tiếng đồng hồ mới tìm thấy. Bàn gà xào sứ zài zào zào. Lâu lắm không ăn lẩu kiểu chung rồi. 好久没吃中式火锅了. Bộ đồ ăn phong cách Trung Quốc. 中国风的餐具. Có một số gần như đều chưa từng sử dụng qua. 有一些几乎都没使用过. Tầng trên cùng, ngăn trên cùng. Trên sang miệng y tầng. Mấy hôm trước vào tìm quyển sách. Chén chỉ thiên chỉ trừ tráo bẩn su. Con gái nói chung chỉ giới tính nữ. Nữ sinh. Nhìn dáng vẻ. Khán giảng dự Kiểu dáng Khoản sử Liệu có trông béo hay không? Huệ bú huệ xén phẳng Màu đen Khây sửa
Còn nữa? Hái dậu. Mặc lên chẳng may không vừa người làm thế nào? Chuan sẵn, vạn y bù hợp sân, 怎么办?